Xin chào mọi người nhé. Mình tiếp tục giới thiệu với mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Mazuyama. Con này thì là 26cc, lòng 34 ly các bạn nhé. Tay cao bóp, đời mới. Mã của nó là BK26P. BK26P các bạn nhé. Số khung của nó đây, E103361. Chất còn rất mới các bạn này. Các bạn có thể thấy cái tem của nó vẫn còn còn được cái tem này này. Khá là mới các bạn nhé. Cái dây điện cực tròn đấy. Rồi. Zin nguyên bản từ A đến Z các bạn nhé. Con này thì zin nguyên bản từ A đến Z, không có thay thế sửa chữa bất kỳ một cái gì luôn. Từ Nhật về đổ xăng là lỗ thôi. Tay cao bóp, các bạn có thể thấy được tổng thể của chiếc máy đây. Rất là đẹp. Cần zin của nó đây coi nhé. Đấy. Mã số của nó trong máy. Chắn cỏ zin luôn nhé. Chắn cỏ zin cực chất luôn. Tay cao bóp này. Cực đã luôn này. Đây các bạn có thể thấy cái độ nhạy của nó này. Nó rất là nhạy nhé. Đây là tay cao bóp của đây là mức ga to nhỏ. Chúng ta gạt xuống dưới này là ga to nhất. Cụm cần của nó này. Khá là ok. Rất là mới, con này có màu đỏ chót. Công tác của nó tích hợp sẵn ở công tác luôn đây các bạn nhé. Màu đỏ tươi rất là đẹp. Tum cần và cái bình xăng rất là trắng sáng. Rất là đẹp. Con này thì sử dụng chế zin của con Vro. Chế zin đi theo máy nhé. Nói chung là nó là zin hết, chưa qua sửa chữa thay thế bất cứ một cái gì luôn. Trên nóc máy có dập chữ Made in Japan các bạn nhé. Đó. Sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Khá là đẹp. Rất là mới rồi. Con này thì là 26cc, lòng 34 ly. Đáp ứng tốt, phục vụ tốt cho cái nhu cầu sử dụng cho gia đình các bạn nhé. Chúng ta dùng phát dao cũng được, phát cước cũng được. 26cc thì là hàng đời mới này thì nó khá là khỏe. Nói chung bây giờ chúng ta nên sử dụng những máy mà từ 26cc trở lên các bạn ạ. Nhiều người cứ người lớn tuổi và người phụ nữ thì cứ ngại là máy nặng. Nhưng thực sự là cái con 26cc này thì là trọng lượng so với con 23cc thì nó chênh nhau là không đáng kể một tí nào cả các bạn nhé. Thế nhưng mà công suất của thằng 26cc và thằng 23cc nó là khác nhau. Khác nhau rất nhiều. 26cc nó mạnh hơn rất là nhiều. Cái lòng xi lanh của nó lớn hơn. Con này là 34 ly chứ. Còn con 23cc chỉ có 32 ly thôi. Máy này thì là phù hợp với lại mọi lứa tuổi lao động. Đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ thì là sử dụng những máy này thì nó rất nhỏ nhẹ. Nó thiết kế cái vỏ phần áo của nó, cái phần tum của nó là nó thiết kế bằng nhựa cho nên nó rất là nhẹ. Và cái cần của nó thì là nó hợp kim nhôm, cái loại này nó làm rất là cứng cáp và nó lại nhẹ nữa. Tay cao bóp dễ sử dụng. Bọn Mazu này thì rất là dễ lổ. Chúng ta khởi động chúng ta chỉ cần giật nhẹ là lổ thôi. Bình xăng có ống thông hơi riêng này.
Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo nhé. Công tắc nó đây nhá. Buổi tối rồi mình cũng không ga nhiều, nó tránh ảnh hưởng đến những người hàng xóm xung quanh. Khá là đẹp. Chiếc máy này thì mình bán với giá là 2,1 triệu các bạn nhé. Được tặng kèm dây đeo bãi zin rất là đẹp, chắn cỏ zin bãi, một cái dao phát mới, một cái buji mới dự phòng, một cái ổ cước mới, một cái kính mới bảo hộ, bảo vệ mắt, một cái tip mở buji mới nhé các bạn nhé. Đó là sản phẩm tặng kèm đi theo máy. Mình thì có giao hàng toàn quốc, bạn nào mà mua hàng thì chốt thì xin vui lòng đặt cọc trước 200.000, số còn lại thanh toán khi nhận hàng. Đặt cọc trên 300.000 mình sẽ bao ship các bạn nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.